Thưa sư cho con hỏi, theo nhân quả khi A nợ B, ví dụ như con nợ sư, thì kiếp này hoặc kiếp sau con phải trả cho sư. Vậy trong trường hợp sư nhập Niết Bàn rồi, cái nợ đó đi đâu? Khi mà ngài ăn quý lý ma lá đó, ngài là coi như là ngài làm tướng cướp mà, xong rồi ngài mới đi xuất gia, thì ngài nợ máu rất là nhiều, nhưng mà ngài Niết Bàn rồi là cái nợ đó nó không có hiệu quả nữa. Hoặc là như Thế Tôn, ngài tạo phước rất là nhiều, cái số chúng sanh mắc nợ ngài nhiều lắm, trả không hết. Thậm chí bây giờ mình vẫn đang nợ ngài nè, mang ơn ngài dữ lắm, nợ ngài, nhưng mà ngài Niết Bàn rồi, cho nên là có những cái nợ đó khỏi cần trả. Nhưng mà vì chúng ta là người học Phật, đệ tử Phật, cho nên mặc dù nợ thì mình trả không được nữa, nhưng cái sự đền ơn tốt nhất đó là gì? Học Pháp, hành Pháp, và đối với các vị tu sĩ thì còn có hoằng Pháp. Thì đó là cách để mà gọi là đền ơn Thế Tôn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Tại sao mà nói cái này nó hơi ngoài lề, nhưng mà thậm chí cái này á, sư không dám ví dụ. Ví dụ mà nói sư nhập Niết Bàn, sư không dám ví dụ. Tại vì á, một vị sư á, thì phải tránh tối đa cái chuyện là để người khác hiểu lầm á, mình có pháp thượng nhân. Nó nguy hiểm vô cùng. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Ngay cả ví dụ cũng không được luôn.